Mời bạn trai. Mời đi bạn. Mình giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh và chào người đàn ông bí ẩn bên kia. Em tên là Tô Thị Đức Hạnh, nick Facebook của em là Hạnh xinh đẹp, năm nay em 23 tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại thì em ế được 5 năm rồi. Giới thiệu rất là ấn tượng. Em đang làm công việc gì và quê em ở đâu? Dạ, em hiện đang là nhân viên văn phòng và quê em thì ở Lâm Đồng. Hiện tại thì em đang sinh sống ở quận 7. Chú Quyền Linh chào Hạnh xinh đẹp. Dạ con chào chú. Ừ, rồi. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Mình tên là Trương Lập Thành, 31 tuổi. Mình ở quận 4 và đang làm kế toán công ty ở Sài Gòn luôn. Nick Facebook của bạn là gì? Nick Facebook mình là Thành Đại Gia. Quá dữ. Vậy là kiều nữ gặp đại gia rồi. Ôi chào, bữa nay Hạnh xinh đẹp gặp Thành Đại Gia. Chúc mừng hai bạn hạnh phúc. Ấn tượng đây. Rồi, bây giờ mình giới thiệu chút xíu để con đường tình trắc trở đi ha. Bạn trai giới thiệu đi chứ, bên này là xinh đẹp nhưng mà ế 5 năm rồi. Dạ em cũng ế hơi 5 năm rồi chị. Gì kỳ vậy? Đại gia em thì cũng trải qua một mối tình, nhưng mà do lúc đó còn trẻ quá là nó cũng nóng nổi, hơi nóng tính quá, là ghen quá nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà mình không có chăm sóc bạn gái gì đâu hả? Chăm sóc quá nên người ta cũng sợ quá. Ủa gì kỳ vậy? Người ta chăm sóc mình càng thích chứ sao sợ. Bạn chăm sóc cái kiểu gì bạn nói tôi nghe thử coi. Theo dõi nhiều quá lại ghen quá. Trời ơi, chăm sóc là khác. Mình lo lắng bữa ăn, giấc ngủ hay là quần áo hay là đưa đón hay gì. Chứ còn bạn theo dõi, bạn ghen tuông đó đâu phải chăm sóc. Lúc đó thì cũng còn trẻ quá. Rồi bây giờ nếu có bạn gái thì bạn sẽ chăm sóc bạn gái kiểu gì? Sẽ thương yêu, lo lắng và chia sẻ cảm xúc nhiều hơn. Đúng với bạn rồi. Gái. Và mình sẽ lắng nghe cảm xúc của bạn gái nhiều hơn. Đúng luôn. Rồi em. Dạ em thì năm em 18 tuổi em có quen một cái anh đó. Thì quen cũng 9 tháng. Sau này thì anh đó ảnh quen thêm nhiều người khác nữa. Cho nên thôi nếu như cái gì mà nó dừng lại sớm tốt thì được thì mình cũng nên dừng lại. Chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ. Bây giờ em muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người mẫu người bạn trai chín chắn. Cá tính của em mạnh mẽ, em thoải mái lắm. Cho nên em muốn người đàn ông của em có thể bản lĩnh hơn em để kìm em lại. Em vui vẻ, em cởi mở lắm. Bạn của em có thể là nam, có thể là nữ. Em có thể chơi với tất cả mọi người. Và em cũng ham đi du lịch, em ham chơi lắm. Cho nên khi mà em có bạn trai thì em muốn nếu như mà những cái mà em có lỡ mà đi xa quá thì cái bạn nam đó biết cái cách khuyên em, biết cái cách nhắn nhủ cho em là em nên dừng lại ở đâu và em nên như thế nào là tốt. Ừ. Rồi bạn trai không giữ rồi đi luôn hả con? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có thể tạo không khí vui vẻ, tạo ra những cái niềm vui. Em hay quên, với lại em sàng lắm. Em là chúa câu giờ luôn. Bạn em mà hẹn em qua giờ này mà nhiều khi á, một tiếng đồng hồ sao em cũng chưa xong. Chết rồi, mai mốt mà hẹn hò đi chơi là bắt anh ngồi anh đợi cả tiếng đồng hồ vậy hả? Dạ thì em hẹn thì anh trừ hao. Là em hẹn 8 giờ thì 9 giờ anh cứ có mặt là được. Trời đất ơi, chi cực vậy trời. Thấy sao bạn trai? Dạ cũng hơi lo á chị. Bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em chúng tìm một mẫu bạn gái giống bạn trai. Bạn gái vừa rồi nói. Trời ơi. Giống bạn gái vừa rồi nói. Tại em rung rỡ. Mẫu bạn gái mà giống bạn trai là mệt lắm à. Mẫu bạn gái em là cũng biết chăm lo cho gia đình, kính trọng người lớn, thương người, biết giúp đỡ người thì kia thôi. Là mẫu em đơn giản vậy thôi. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người. Là nhiệt tình, vui vẻ này kia, dễ thương. Dạ. Yeah. Còn khuyết điểm của em là nóng tính và hay ghen, không có kiên nhẫn cho lắm. Chết rồi, nóng tính hả? Dạ nóng nhưng mà cũng yêu nói chuyện, nóng hay, không có la làng chị. Hay ghen nữa hả? Dạ. Yeah. Thì ghen nên chia tay cũ là có giúp kinh nghiệm mà chị. Nhưng mà cái cô này là cổ có đi chơi với bạn trai nào nữa đó. Dạ không sao chị. Sau đợt kinh nghiệm đầu mới giúp ra được một bài học vậy chị. Rồi bây giờ giả tỷ đang chạy ngoài đường thấy cổ có anh nào đang chở thì xử lý như sao? Đồng nghiệp bạn bè chở bình thường không sao, chứ đừng có bắp quá. Vịnh tay lên chị. Đùi có được không? Ngồi sau vịnh, đang vịnh đường đông mà phải vịnh. Vì an toàn thì vịnh được chị. Được phải không? Dạ. Nếu bây giờ cảm thấy phù hợp thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 hoặc 2 năm, có thể sớm hơn. Thì hiện tại giờ bạn đang ở với ai? Dạ ở với gia đình, ở với ba và anh em. Không có yêu cầu gì ở bên đàn gái nữa không? Dạ không dám yêu cầu nhiều à. Không yêu cầu gì hết ha. Thế cũng được lắm á, nghe đẹp trai đó. Nè sẽ qua gặp bên đàn gái đây. Em không thích tật xấu gì của phụ nữ? Dạ trang điểm đậm quá. Trang điểm đậm cũng đẹp mà. Sao đậm quá mất thời gian nhiều quá anh. Em thích sự đơn giản hơn. À mất thời gian với tốn tiền nữa ha. Dạ đúng rồi, tốn kém anh. Dạ con chào chú. Chào con.
Vậy có đậm gì không? Không đậm. Này cũng dễ thương mà. Ừ. Này nhẹ nhàng dễ thương, có đồng tiền nữa ha. Hỏi cụ thể hơn là người con thích cao hay là gầy hay là mập hay là lùn hay gì thế nào đó? Dạ con thích đàn ông là phải cao. Và điều con đòi hỏi ở người đàn ông á là người đàn ông đó phải sạch sẽ. Bên đó có sạch không chú? Sạch. Ủa tại sao là phụ nữ hay nghi ngờ đàn ông ở dơ quá ta? Coi lại mình coi sao. Dạ thường thì đàn ông họ bê bối lắm, cho nên con muốn một người đàn ông sạch sẽ, tươm tất. Cái chữ dơ là nó dơ lắm luôn á. Này người đàn ông của con vậy chú biết sao? Gì vậy? Gì vậy chú? Đây nè. Được không? Khởi giày được không? Người đàn ông thì lùn quá, mập nữa. Dễ thương chứ mà con thích đàn ông cao à. Chú nói vậy thôi chứ không biết bằng giày không nha. Thì làm đây đi nha con. Em có đi với người thân không? Dạ có. Hôm nay em đi với ba em gái em và bạn thân nhất của em. Ồ. Dạ con, chào chú. Chào chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ. Chú thấy anh này sao? Nếu nói về phong cách thì rất là tốt, coi như là ưu tú. Trước mắt thì nếu nói về cách nhìn chung chung thì chú này tôi rất là hài lòng. Rất hài lòng. Dạ. Chú có yêu cầu gì nữa không? Tất cả cái cha mẹ trên thế gian này tôi nghĩ rằng ai cũng muốn cho con mình khôn lớn và có cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Nếu mà ví dụ khi mà đi đến thì tương lai thì phải có một trách nhiệm đối với gia đình, và đồng thời đó là có một cái đạo đức. Tại giống người tôi rất là còn thích cái đạo đức. Dạ xin hết. Dạ. Có nói gì với Dạ con chào chú ạ. Thì cái yêu cầu của chú thì con đáp ứng được, tại vì con cũng là con người có trách nhiệm. Bạn trai mình có đi với ai không em? Dạ em đi với các chị và anh đồng nghiệp ạ. Xin chào anh chị MC tài năng và mắt tay. Mình là Nhật, vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Thành. Nói về Thành là nói về ba yếu tố thôi, là ba tốt, là tốt bụng, tốt làm và tốt ăn. Đó. Còn nói về bạn gái thì mình nói bạn gái của Thành Tiết Hạnh đây thì hai bạn cũng ok, cũng tương xứng, cũng dễ thương. Cho xin ý kiến của một chị nữa nè. Chị là chị sao? Dạ chị dâu của Thành. Chị dâu của Thành. Dạ nói chung là Thành thì rất là tốt, chân thành, tình cảm. Thì em yên tâm nếu mà là một người bạn của Thành, hoặc là nói xa hơn là về làm vợ của Thành, thì an tâm về hạnh phúc và mọi chuyện là Thành lo được ok. Dạ. Chị thấy được đó nha em Thành. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ thời gian của hai bạn cố gắng thể hiện mình cho bạn kia thấy mình tốt lành nè, tốt bụng ha, tốt bụng ăn tốt lắm à. Kéo màn lên. Chào em. Dạ chào anh. Dạ trước tiên tặng em món quà để khi nếu không có anh thì có thể con nó đã. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ muốn gửi đến anh. Nếu mà mình không có tới được với nhau thì anh nhìn cái con thằng lằn này anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn. Tới với nhau mới nhớ chứ không tới với nhau nhớ làm chi em. Thằng mở với thằng lằn đó gọi Thành. Ủa gì? Gì thằng lằn? Dạ 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 bí mật bí mật. Cái này bí mật lấy về bởi sao anh? Rồi thì hai người trò chuyện với nhau. Nếu chiều cao của anh không được nhưng mong muốn của em thì em nhận xét thế nào? Em thấy anh cũng vừa người cũng bự con á chứ. Dạ em thấy anh như vậy là cũng rất là được. Body đẹp. Ha. Nếu em chơi thì càng tốt, cảm ơn em. Dạ, còn anh thấy em như thế nào? Em dễ thương, quá lớn đồng tiền. Em thấy anh có phù hợp với tiêu chuẩn của em ngoài chiều cao không? Dạ có, anh có nhiều cái đức tính rất là tốt. Và ba em nói anh rất là được. Ba em sẽ không nhìn lầm người và em tin là anh rất là tốt. Nếu như mà mình quen nhau thì anh có thể chăm sóc tốt cho em không? Thực ra điều đó được. Dạ, em thì có nhiều cái em nông nổi lắm. Em cũng sáng nắng chiều mưa lắm, anh có chịu được cái tính thời tiết đó của em không? Anh chịu được nhưng mà có những cái điều anh không thích á, anh sẽ không có la làng nhưng mà anh tỏ thái độ không thích đó thôi. Nên như vậy thì em cũng sẽ đổi lại. Dạ, em sẽ chú ý đến cái đó của anh. Ví dụ không thích cái gì? Ví dụ không thích cái gì? Ví dụ em không thích em làm sao? Không thích em quay đi. Quay đi. Anh quay em quay đi rồi người ta có cái gì để chú ý? Không, em quay đi nhưng mà vẫn điếc liếc nè chị. Mà thường là em không thích cái gì ở bạn gái? Thì trang điểm lâu lâu quá. Tôi thích lâu đó rồi sao? Thì khi nhìn em anh phải chờ đợi được. Cuối cùng cũng chờ đợi được mà. Dạ. Nhưng mà chắc đợi trong thời gian thôi. Chắc cũng phải khuyên thay đổi lại một tí. Em thì em thấy anh rất là gọn gàng, tươm tất. Trời ơi.
Nhưng mà em không biết ở nhà là anh có sạch sẽ như vậy không? Dĩ nhiên. Tình yêu làm mờ mắt lắm, về body gọn ghẻ, bụng bự hơn tôi nữa. Tình yêu mờ mắt hết. Không, nhiều khi cái gu cô này cũng thích bụng bự thì sao? Có nhiều người thích bụng bự, ôm cho nó sướng. Anh thấy em cũng hợp với mỗi người, anh cũng đang tìm kiếm. Nên nếu mà mình đến được với nhau thì anh rất là vui. Dạ. Thì anh sẽ đem tới hạnh phúc cho em. Dạ. Em tiếp xúc với anh, em thấy anh cũng rất là dễ thương. Em cũng hy vọng là mình sẽ tới được với nhau. Hết thời gian. Bây giờ thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Ấy da, vậy là Thành đại gia gặp Thành xinh đẹp rồi đó nha. Hai người đấm tay ra gì cái mà. Con xin phép bác cho con được tiến tới và hẹn với Hạnh. Và con sẽ hứa sẽ đem hạnh phúc và sự chân thành đến cho Hạnh. Xin phép bác cho con hôn Hạnh cái hôn đầu tiên đi. Có thủ tục mà. Mạnh mẽ lên. Dạ, cho con xin phép bác. Dạ, cho con hôn em Hạnh. Dễ thương lắm ha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Tặng các bạn đây là chiếc thẻ xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Hãy đến đó để tìm không gian thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, chắp tay như xem phim đi. Tâm sự đi. Cái bụng này gọi là lý tưởng đó hả? Trời ơi, cái kia bự hơn nữa. Cái kia bự hơn mà dám khen body đẹp. Thôi, hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm gửi thiệp cưới cho mình ha.